Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người một cái app giúp chúng ta kiếm thẻ cào điện thoại rất là nhanh. Đấy là app này có tên là Bing Zero. Đây, chúng ta xem ở trên màn hình. Đây là ứng dụng Bing Zero. Đây là cái sản phẩm được các bạn trẻ yêu thích nhất của năm 2019 và được thiết kế dành cho các bạn học sinh, sinh viên có điện thoại thông minh. Và ứng dụng có rất nhiều nhiệm vụ và cái sự kiện để các bạn tham gia để chúng ta kiếm được đồng coin và kiếm được thẻ cào rất là nhanh trên cái ứng dụng này. Và bây giờ chúng ta cùng xem ứng dụng này có những cái nhiệm vụ như thế nào và cách kiếm tiền ra sao. Đây, chúng ta sẽ xuống dưới cái phần mô tả của video. Click vào cái link này để chúng ta tải ứng dụng này về để chúng ta cài đặt trên điện thoại. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ nhập cái mã mời này. Đây, 755 43 678, cái mã mời này tôi cũng để dưới cái phần mô tả của video để chúng ta sau khi cài đặt xong chúng ta nhập mã mời này vào để chúng ta có được những cái quyền lợi khi mà chúng ta tham gia tải cái app này về và kiếm tiền với cái app này. Khi mà click vào cái link này thì nó sẽ đưa các bạn đến một cái trang để chúng ta tải cái ứng dụng này tương tự như thế. Đây, chúng ta sẽ bấm vào phần cài đặt này để chúng ta cài đặt. Đây là ứng dụng này ở trên Google Play đây. Hoặc là những bạn khác thì chúng ta có thể là vào Google Play để chúng ta tải về. Chúng ta cũng bấm đánh vào đây là Bing Zero đây. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta tải ứng dụng này về. Giờ chúng ta xem nha. Bấm vào cài đặt này. Đây là cái ứng dụng mới ra cho nên là được mọi người đánh giá rất cao về cái mức độ uy tín của cái ứng dụng này và đang giúp được rất nhiều những bạn học sinh, sinh viên kiếm được thẻ cào hàng ngày. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta mở. Như thế là cái quá trình cài đặt rất nhanh bởi vì ứng dụng này cũng nhẹ thôi. Chúng ta bấm vào đây chúng ta mở ra nhé. Đây. Giờ chúng ta xem này, ở trong này có rất nhiều cách để chúng ta có thể kiếm được tiền. Trước hết là chúng ta bấm vào nhìn đằng dưới cái phần cuối cùng đây, có cái chữ khác ở đây, chúng ta bấm vào phần khác ở đây nhé. Đây, chúng ta nhập cái mã mời lúc này của tôi vào đây. Đây, chúng ta xem cái mã mời đây, 755 43 678. Chúng ta copy cái mã này để chúng ta dán vào. Rồi chúng ta bấm vào đây và bấm vào đồng ý ở đây. Xin chúc mừng bạn đã nhập mã 10 thành công. Đồng ý. Ok. Đấy. Rồi sau khi nhập mã 10 xong rồi thì chúng ta bấm vào đây để đăng nhập. Chúng ta đăng nhập bằng cái tài khoản Facebook của chúng ta. Đây, chúng ta bấm tiếp tục với tên link này. Đây, như thế là ta đã đăng nhập thành công rồi. Và cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ sang cái phần bấm sang cái phần việc hai bên đây. Thì chúng ta thấy là để kiếm được tiền thì có rất nhiều cách. Chúng ta chỉ việc tải các cái game này về. Ví dụ như tìm game Võ Lâm này được 1.200C này, tức là 1.200 coin. Đấy, rồi tìm game kiếm hiệp này 1.000 coin này. Rồi đây là được 800 coin. Chúng ta chỉ việc tải cái game về cái máy điện thoại thì chúng ta sẽ được các cái đồng tiền coin như thế này. Rất là hay. Đấy. Tiếp theo chúng ta bấm sang cái phần nhiệm vụ ở đây. Để chúng ta xem video quảng cáo để chúng ta nhận này. Bấm vào đây để chúng ta xem này. Đấy. Giờ chúng ta chờ cái phần thời gian ở bên đây, thời gian đang chạy ngược trở lại từ 14, 13, 12 cho đến 1 thì khi hết cái thời gian này thì chúng ta sẽ được 30 coin. Đấy, cũng rất là nhanh thôi. Rồi, ok.
Chúc mừng bạn đã được thưởng 30 coin. Trong một ngày, nếu bạn xem đạt 50 lần video quảng cáo thì được thưởng thêm 1.000 coin. Rất là hay. Đấy, chúng ta bấm vào đây, đồng ý, ok. Rồi, sau đó chúng ta tắt ở đây đi. Đấy, như thế là ta đã được 30 coin rồi. Ta vào đây xem cái vòng quay may mắn, ta bấm vào đây. Đây. Đăng nhập hàng ngày để nhận thêm một lượt quay miễn phí. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta quay. Đấy, như thế là chúng ta đã được thưởng 50 coin này rồi. Vậy là ta đã được 80 coin rồi. Đây, con số may mắn này. Đây là cái cách tham gia, cái sự lựa chọn các bạn. Mỗi ngày chúng ta sẽ dự đoán một cái con số may mắn đúng vào đây để gửi, thì chúng ta sẽ có thể là nhận được rất nhiều coin từ đây. Đây là 300.000 coin đây. Chúng ta sau khi mà tải cái ứng dụng này về thì chúng ta vào đây để chúng ta tham khảo và làm cái nhiệm vụ này hàng ngày để chúng ta được chia sẻ cái số coin này. Rồi like fanpage này. Đấy. Để chúng ta xem đây là cái bảng xếp hạng. Sau khi mà cài đặt xong rồi thì cái nhiệm vụ đấy các bạn làm tuần tự những cái mà tôi hướng dẫn tương tự như thế thì các bạn sẽ kiếm được coin, và sau đó chúng ta sẽ có cái phần là đổi thưởng ở đây. Nhận thẻ ở đây. 10.000 Vina này, Mobi này, Viettel này. Cái việc này chúng ta có thể kiếm được trong ngày rất là dễ với những cái số tiền như thế này. Đấy, đổi được các thẻ này. Và ngay bây giờ chúng ta hãy xuống cái phần mô tả của video, click vào cái link này để tải ứng dụng này về và nhập cái mã 10 này. Các bạn sẽ có được nhiều ưu đãi và chúng ta sẽ tiến hành kiếm tiền với ứng dụng Bình Zero. Và xin được chúc các bạn kiếm được nhiều tiền từ cái ứng dụng này và sẽ đổi được nhiều thẻ cào sử dụng cho điện thoại của mình. Và nếu có bất kỳ những băn khoăn hay thắc mắc gì, các bạn hãy để lại lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ giải đáp giúp các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Ok, xin hẹn gặp lại các bạn trong xin hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của tôi. Xin chào.